Giãn cá, thừa dầu, giãn chả, thừa dầu. Thật khó để chúng ta không để lại dầu thừa sau các món chiên rán. Nhưng quý vị đừng bỏ dầu thừa đi nhé, vì chúng ta hoàn toàn có thể biến dầu thừa thành những bánh xà phòng sử dụng trong gia đình. Nguyên liệu bạn sẽ cần có dầu ăn thừa, dầu dừa, nước cất và NaOH. Tái chế một cân dầu thừa, mình sẽ cần 380 g nước cất, 145 g NaOH. Chúng ta sẽ đổ NaOH vào nước cất và đừng làm ngược lại nhé. Vì sao ạ? Nếu như chúng ta không muốn có phun trào ra. Cũng thấy bắt đầu đổi màu rồi. Nó sẽ có phản ứng hóa học xảy ra, nhiệt độ sẽ tăng cao để nó hòa tan hết cái này. 89 độ rồi ạ. Cái đây khoảng hơn 2 tháng. Lúc đấy là vẫn còn đang thắt chặt giãn cách. Trong cái lúc đấy nấu nướng nhiều nên hay phải rửa bát. Và mình nghĩ ra là sẽ tái chế dầu thừa thành xà phòng. 1 lít dầu ăn thì mình sẽ tái chế được khoảng 15 bánh xà phòng. Để mỗi bánh thì khoảng 100 gram. Khi mà tái chế dầu thì mình cũng có đặt ra những cái tiêu chuẩn. Ưu tiên những cái dầu mà từ thực vật không bị cháy khét này thì sẽ tái chế sẽ tốt hơn. Bởi vì là nếu mà mình tái chế những cái đã bị cháy khét rồi thì cái bánh xà phòng nó cũng không có chất lượng tốt. Và cái chi phí cho cái việc tái chế thì nó còn tốn hơn là làm từ dầu mới. Trong lúc chờ đợi nước cất nguội thì chúng ta sẽ đong dầu nhé. Trong công thức này thì mình sẽ dùng khoảng 70%, tức là 700 gram là dầu thừa. Còn lại 30% là dầu dừa. Rồi bây giờ chúng ta đổ NaOH vào dầu nhé. Sẽ thấy nó từ từ đặc lại. Để bánh xà phòng thơm hơn thì chúng ta sẽ cho vào một ít tinh dầu. Hôm nay mình dùng tinh dầu quế nhé. Mình sẽ đảo đều như thế này từ nhẹ đến mạnh. Khi nhấc lên mà thấy nó kết dính, nó không chảy ra như này nữa thì chúng ta sẽ đổ vào khuôn. Mình thành lập một cái nhóm mang tên là cộng đồng tái chế. Thì ở đó sẽ tập hợp những người mà rất là quan tâm đến môi trường. Cũng khá là bất ngờ khi là rất nhiều người thấy thích cái ý tưởng này và cùng đồng hành với mình. Rồi thành một cái trạm tái chế vệ tinh ở các nơi khác nhau. Sử dụng cái bánh xà phòng đó nó sẽ giúp mình là tiết kiệm rất là nhiều chi phí á. Thay vì mình phải vừa bỏ tiền ra để mua nước rửa chén, dung dịch tẩy rửa sàn nhà, thì mình dùng cái bánh xà phòng đó. Và những cái việc như vậy thì mình thấy nó rất là hữu ích. Thông qua những cái việc nhỏ như thế này, bản thân mình góp phần bảo vệ môi trường sống và là giúp giáo dục cho con của mình bảo vệ những gì mà cuộc sống và thiên nhiên đang ban tặng cho chúng ta. Một lít dầu thừa mà đổ thẳng ra cống có thể ô nhiễm làm cả triệu lít nước. Trong khi đó nếu mà chúng ta tái chế nó thành xà phòng thì chúng ta sẽ giảm thiểu đi được cái đó rất là nhiều, những cái độc hại và những cái ô nhiễm đó rất là nhiều. Và mình chọn cái điều đó. Quý vị thân mến, sau 48 giờ thì những chiếc bánh xà phòng đã có thể tạo khuôn được như thế này. Và không biết là chúng ta đã có thể dùng được nó chưa ạ? Sau 48 giờ thì những bánh xà phòng có thể gỡ khỏi khuôn. Để mà sử dụng được thì sau khoảng 40 ngày nữa mình cần phơi ở nơi mà thoáng mát, tức là cái quá trình xà phòng hóa nó được xảy ra hoàn toàn ấy, thì mình hãy dùng. Và hy vọng là sau ngày hôm nay thì khán giả của Cà Phê Sáng cũng đã có thêm cách để tái chế lại dầu thừa và có thể làm được những chiếc bánh xà phòng xinh xinh như thế này tại gia đình của mình.